Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ cách làm video trên TikTok cô gái đi ra ngoài không hình như thế này. Để làm video như vậy, đầu tiên mình cần chuẩn bị một video quay sáng. Ở đây mình sẽ chọn video là quay cô gái đi từ ngoài vào như thế này. Sau đó mình sẽ mở ứng dụng CapCut, mình thêm video này vào. Sau đó mình bấm play, tiếp tục mình sẽ quay lại màn hình thì mình sẽ được video như thế này. Sau khi có video rồi, bây giờ mình sẽ vào ứng dụng CapCut, dự án mới. Mình sẽ chọn video lúc nãy mình quay màn hình, bấm thêm. Mình xóa phần cách này đi. Tiếp theo mình sẽ tích chọn vào video này. Mình sẽ kéo đến cái tính năng là dừng hình ảnh, để mình sẽ tạo một cái khung ảnh đứng im như thế này. Và từ vị trí này mình sẽ thêm một video vào, tích chọn. Mình sẽ vào cái tính năng lớp phủ này, thêm lớp phủ. Và mình cũng chọn cái video lúc nãy mình quay màn hình này. Và ở video này mình chỉ chọn cái đoạn là cô gái đi vào lộ mặt như thế này. Vào cái tính năng tắt này, mình sẽ bỏ phần trước đây như thế này, bấm xóa. Tiếp theo mình sẽ di chuyển cái đoạn video này trùng với cái đoạn không ảnh đứng im như thế này. Mình sẽ review lại khúc này nè. Tiếp tục mình sẽ tích chọn vào video thứ hai nè. Mình sẽ kéo qua cái tính năng là xóa nền. Để xóa nền cái video này, mình chờ trong giây lát. Đó, xóa nền xong. Và bây giờ mình có thể là di chuyển cái nền cô gái này xuống một xíu như thế này. Tùy theo các bạn chỉnh đạt ở vị trí nào thì cũng tùy theo ý của các bạn, sao cho nó đẹp, nó hợp lý nè. Mình có thể là phóng to thu nhỏ. Ví dụ sau khi đạt cô gái ở vị trí này, mình review thử nè. Tiếp theo mình sẽ chọn cái đoạn này, mình chụp màn hình lại, sử dụng ba ngón tay mình vuốt xuống. Sau khi chụp màn hình xong, trở về màn hình chính này, mình vào ứng dụng Pixart và mình chọn bức ảnh mình vừa chụp màn hình nè. Tiếp tục mình vào công cụ nè, mình vào mục cắt và mình sẽ cắt bức ảnh này theo vị trí như thế này. Sau đó tích chọn. Tiếp tục mình vào cái mục nhãn nè, để trân trí cho cái bức ảnh của mình nó đẹp hơn. Cái này cũng tùy theo các bạn nè. Các bạn làm sao mà cảm thấy bức ảnh mà nó đẹp. Tiếp tục mình vào mục nhãn lại nè. Mình gõ filter, trong này nó có rất nhiều filter các bạn thầu lựa chọn để trang trí cho các bức ảnh của mình. Tùy theo ý của các bạn sao cho bức ảnh của mình nó đẹp lung linh nhất. Sau đó tích chọn. Và để cho các bức ảnh của mình nó mà mị hơn, mình sẽ vào có một là hiệu ứng nè. Mình vào một giấy nè. Mình sẽ chọn bức ảnh mình nó có hiệu ứng này. Sau đó tích chọn, cái này cũng tùy theo các bạn nè. Trong này nó có rất nhiều hiệu ứng, các bạn thầu lựa chọn theo ý của mình. Và bây giờ mình sẽ lưu bức ảnh này. Bấm lưu ảnh vào thiết bị của bạn, bấm xong, trở về màn hình chính. Mình vào là ứng dụng CapCut nè, và mình sẽ xóa cái đoạn video này ở khúc này đi, xóa bỏ phần sau nè, video trên cũng vậy, tắt nè. Xóa hai video nó bằng nhau. Sau khi xóa xong hai video bằng nhau rồi, bây giờ mình sẽ thêm âm thanh vào. Bấm vào âm thanh này, tích chọn âm thanh này. Mình review lại nè.
và các bạn để ý tinh thần âm thanh nè. Nó sẽ có những cái bit nhạc như thế này. Và mỗi bit nhạc các bạn thêm một bức ảnh vào, tích chồng và dấu cộng này. Thêm bức ảnh mình chỉnh sửa bằng ứng dụng Pixar vào. Và mình sẽ kéo bức ảnh này nó trùng với cái bit nhạc, thế nên nó sẽ sinh động hơn. Cái này cũng tùy theo các bạn à. Tích vào dấu cộng, bấm thêm. Cái đây mình đang làm video chia sẻ nên nhiều lúc mình căn chỉnh ngay chỗ bit nhạc nó không chính xác lắm, các bạn không tham khảo. Các bạn cứ thêm bit nhạc bức ảnh á cho nó đầy cái bit nhạc như thế này. Và tiếp tục bây giờ mình sẽ thêm vào những cái hiệu ứng ở những cái đoạn chuyển tiếp trong video này để cho video của mình nhìn nó ma mị, nó sinh động hơn. Ví dụ ở cái đoạn đầu tiên này, ở cái hiệu ứng cơ bản này, mình sẽ chọn là hiệu ứng là phát sáng này, tích chọn. Ở hiệu ứng bức ảnh tiếp theo này, mình vào máy ảnh này, mình sẽ chọn là quay theo kim đồng hồ này. Cái này cũng tùy theo các bạn nha. Tiếp tục những bức ảnh tiếp theo thì mình vào hiệu ứng này, mình sẽ chọn cái hiệu ứng là dần sáng như thế này. Và hai bức ảnh cuối mình sẽ chọn cái hiệu ứng là trượt qua trái trượt qua phải. Cái này cũng tùy theo các bạn, sao cho nó đẹp, sao cho nó hợp lý. Sau khi tạo hiệu ứng xong, bây giờ mình sẽ review hết video. Và bấm lưu video là xong. Bấm xuất. Cách làm video trend TikTok cô gái đi ra ngoài của mình như thế này cũng rất đơn giản. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào tất cả các bạn.